Sáng nay ngày 22 tháng 7, tại Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2023. Thông tin tại ngày hội tư vấn lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2023 tại Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện tại thí sinh đã nhận được tất cả các dữ liệu quan trọng nhất. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng để thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn chưa đặt nguyện vọng lên trên hệ thống mới chỉ có khoảng 390 thí sinh đăng ký nguyện vọng, trong đó có khoảng 72.000 thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy lưu ý, thí sinh không nên bỏ hết trứng vào một giỏ nên có một số nguyện vọng, vì nếu có rủi ro cho thí sinh thì hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn xét tuyển tiếp để thí sinh có được các cơ hội khác. Xong, việc đăng ký cả trăm nguyện vọng cũng là không cần thiết. Thực tế từ những năm trước nhiều thí sinh đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm nhưng lại không đăng ký nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển này lên hệ thống xét tuyển của bộ giáo dục và đào tạo và các trường hợp như vậy đã đánh mất đi cơ hội trúng tuyển của chính mình cho dù thí sinh được các trường xác nhận trúng tuyển có điều kiện thì thí sinh vẫn phải làm theo các thao tác cuối cùng là đăng ký các nguyện vọng xét tuyển bao gồm cả nguyện vọng xét tuyển sớm và nguyện vọng xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông lên hệ thống xét tuyển của bộ giáo dục và đào tạo và nộp lệ phí đầy đủ với các nguyện vọng có đăng ký phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thu thủy lưu ý Tại ngày hội tư vấn, một phụ huynh ở Hà Nội băn khoăn rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo không khống chế số lượng nguyện vọng sẽ gây nên tình trạng phức tạp trong xét tuyển và vô hình chung một số thí sinh có thể chiếm chỗ của nhiều thí sinh khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có giải pháp cho việc giảm tình trạng ảo bằng cách yêu cầu thí sinh đăng ký tất cả các nguyện vọng lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đó cho dù thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng thì vẫn chỉ được xác định trúng tuyển một nguyện vọng đặt ưu tiên cao nhất trong danh mục nguyện vọng của thí sinh vì thế thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng không hề chiếm chỗ của thí sinh khác như phụ huynh lo lắng